đóng một cái đơn, có thể nói là một cái bạn này có thể nói rất kỹ tính. đặt lấy 3 con iPad Pro 10.5. Yêu cầu lấy mỗi mã một màu. Đấy. Sự là lắm lúc là nhập hàng có được như mong muốn đâu, làm gì có được màu gold lắm như thế này đâu. Mỗi mã một màu. Đấy, anh check bao u cho em xem. Đấy, mình sẽ bây giờ là mình sẽ check bao u máy. Đấy. Đầu tiên thì là mình sẽ cho các bạn xem chi tiết góc cạnh của ba cây máy này. Đây nhá. Đây là chiếc màu gold này. Đấy, mình sẽ quay góc cạnh màu gold chi tiết góc cạnh. Đây là dòng iPad Pro 10.5 nhá. Zin keng luôn. Đấy. Đây là màu gold. Đấy, tai nghe trắng tinh. Đấy, dừng chi tiết lại này. Đấy. Nó trắng như mới luôn. Zino các bạn nhé. Đây là Zino nhé. Hàng Zino 100% luôn. Đấy. Đây là một bạn cửa hàng ở trong Biên Hòa. Bạn này thì chuyên hàng chất. Giá không quan trọng. Đấy. Mua hàng giá cao luôn. Keng luôn. Đấy. Keng xe beng luôn nhé. Keng xe beng luôn. Ôi dồi ôi, con này thì thêm cái hộp nữa là có thể bán được mới luôn. Tí nữa cho các bạn biết là cái mình sẽ check luôn bao con này cho các bạn xem nhé. Nguyên zin luôn. Khay sim mà các bạn nhìn khay sim kỹ nhé. Gần như là chưa có một vết chọc khay sim mà luôn. Đấy. Ngọc trinh luôn. Trinh nguyên luôn. Đấy. Đây là phía đằng sau này, tổng thể nhá. Các bạn cứ bảo là máy 10.5 này, dòng Pro 10.5 2017 này nó hay bị phản quang, cũng đúng, nhưng mà bên mình lại là tuyển được hàng không phản quang các bạn nhé. Đấy. Đấy thì mình cho các bạn xem thêm cả về mặt trước nhé. Nó keng một cách có thể nói là gần như là bỏ hộp luôn anh em nhá. Đấy, keng xe beng luôn. Hàng nó cứ phải chất này. Đấy, các bạn cứ bảo là có phản quang. Đây là mình đã nhặt hàng không phản quang rồi nha. Cái phản quang thì nó chẳng quan trọng lắm đâu. Đấy, tại vì là nó quá rẻ luôn. Hàng màn cực đẹp nhé anh em nhé. Không già màn, không hồng màn. Đấy, đấy mình cho các bạn xem này. Mình dẫn lên màu trắng này. Đấy, không có một vết gì luôn nhé. Đấy, đây là bụi nha anh em. Đấy, mình đã kiểm tra máy thì nó phải trực tiếp như này. Đấy. Máy mà mình 100% là đều check 3 u nhé, kiểm tra cả pin các bạn xem nhé. Đều rất rõ ràng luôn. Nó keng. Đấy, các bạn keng. Mình đã check sẵn ở trên máy này. Đấy, rồi. Đây là full xanh nhé các bạn nhé, full xanh nhé. Đấy. Con này mình, các bạn thấy chất như nào? Pin 100% này. Đấy, pin 100% nhé. Sạc có 31 lần thôi, zin keng. Đấy. Mà lại màu gold, không có phản quang. Cái dòng Pro 10.5 này, tôi nói các bạn biết này, chấp luôn cái bọn gen 7, gen 8 rồi đến cả gen 9 luôn nhá. Nếu mà các bạn cứ mua hàng mà cứ theo kiểu dạng là tiêu tiền theo kiểu dạng là hiệu ứng ấy, thì các bạn chưa không nên. Đấy, cứ tham khảo đi. 10.5 nhá, đạp đổ tất cả các dòng gen anh em nhá, trừ gen 10 ra chưa nói. Gen 9 mình khẳng định là mình đã trải nghiệm rồi, mình đã test rồi, mình đã có những video test gen 9 với cả 10.5 rồi. Con 10.5 này nó là chạy chip A10X nhá. Đấy, nó là một con chip có thể nói tối ưu hóa luôn, màn hình 120Hz. Đấy. Tối ưu hóa bắn mọi loại game. Còn những cái dòng gen kia nó là sản phẩm giá rẻ, các bạn đừng có so sánh gen với cả 10.5 nhá. 10.5 nó vẫn là ông tổ của dòng iPad với phân khúc dưới 10 triệu. Đấy, loanh quanh 7-8 triệu nhá, 6-7 triệu. Đến 6 đến 8 triệu tùy phiên bản thì các bạn đừng có mua gen làm gì cả. Cứ Pro 10.5 mà chơi nhá. Đấy. 4 loa camera của những cái dòng kia làm sao bằng cái này được. Tôi nói các bạn biết này. Camera của dòng 10.5 này nó chụp như máy ảnh luôn. Đấy, chụp như điện thoại luôn. Đấy thôi được rồi. Nói về cấu hình của này thì ai chưa biết thì tham khảo thêm. Còn thì mình chỉ chốt câu này. Nó là ông vua phân khúc 6 đến 8 triệu.
loại gen 789 thì vứt đi. Đấy. Mà nó bảo 4G nhá, 4 loa. 4 loa stereo âm thanh vòm bắn chỗ nào cũng nghe thấy. Đấy. Đấy lại một cái đèn nữa Zinken. Đấy, đây là mình xuất cho các cửa hàng thì cho nên là các bạn cửa hàng thì mình đã bán được cho các cửa hàng rồi thì các bạn mua lẻ cũng hoàn toàn yên tâm nhá. Hàng cũng phải chất, zin O, zin và O, O over zin nha các bạn nhé. Hàng keng luôn. Keng móc lỗ đít chứ không thấy một cái vết xước nào luôn. Đấy. Phẩm chất nó ở cái chỗ này. Đấy các bạn nhìn đó. Camera mình bảo quản rất kỹ. Đấy, tại vì là nó lồi lên nên là lúc nào cũng phải dán. Đấy các bạn ạ. Mình phải dán vào rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Tại vì nó là hàng khoeng khoeng. Đấy các bạn nhìn kính nha. Khách đòi mua gen 7. Kính này các bạn nhé. Kính nhá, keng luôn. Keng luôn các bạn nhé. Đấy. Không phản quang. Đấy, kính keng luôn. Mình đi rất chậm cho anh em nhìn thấy. Một khi đã bán hàng phải chất. Đấy. Kể cả có những cái hàng nó xấu vỏ một tí nhưng các bạn đừng quan niệm nhưng mà nó rẻ tiết kiệm được mấy triệu này. Đây nhìn này, phun xanh tiếp này. Đấy, pin 100% sạc có 21 lần các bạn tin được không, sản xuất tháng 12 2018 thì coi như 2019 thôi. Thấy không? Hai đời quá rẻ luôn. Ngày đấy là ngày đấy sinh nhật anh. Ngày sinh nhật. Sinh nhật anh. Anh em lưu ý đến ngày này tặng quà cho mình nhé, mùa 2 tháng 12 giảm giá. Những ai lấy con máy sản xuất ngày đúng ngày đấy giảm luôn. Vui thôi, nhưng mà đây là cái lô máy này toàn 2018 sản xuất tháng cuối, coi như là đầu sang 2019 rồi. Đấy các bạn nhé. Pin 100% sạc 21 lần. Đấy. Full xanh các bạn nhé. Đấy. Cái chuyện này, câu chuyện mà hàng tồn kho ở trên khắp thế giới này thì rất nhiều. Đấy. Mình đều chất 3U hết. Đấy, mình cắm thử cho anh em xem trực tiếp luôn nhé. Không lúc lại bảo là làm hình làm tỏi. Mệt lắm. Mình thì chuyên bán buôn, bán lẻ để giao lưu gọi là các em trẻ trẻ thôi. Cái tinh thần trẻ mãi không già. Đấy, anh em hiểu chưa? Đấy, sai. Đấy, đây là một chiếc Pro 10.5 theo đúng đơn hàng của bạn ấy là 3 màu. Có 4 màu nhưng mà bạn bảo bạn hết tiền bạn nhập 3 màu. Cây này hơi kém tí, pin này pin 87. Đấy. Con này pin 87. Nhưng mà bên mình bán thì bán đồng giá. Đấy. Ai chọn cây nào thì chọn. Cơ bản nó keng nhé. Keng xem em luôn. Chi tiết góc cạnh cho anh em xem, không có phản quang nhé. Đấy, ghi rõ không có phản quang. 64 ghi hàng A và A. Đấy. Tôi nói thật các bạn, tầm khung giá 6-8 triệu nhá. Bỏ ngay cái bọn gen 7, gen 8, gen 9 đi nhá. Cứ bồ đồ 10.5 mà chơi. Khẳng định ông vua phân khúc luôn. Nếu mà ở trên này các bạn nào mà am hiểu mà dùng nhiều iPad rồi các bạn thấy đấy, nếu mà để vác con gen 7, gen 8, gen 9 ra mà ngồi so với Pro này thì Pro này nó bật nhạc Sơn Tùng lên phát là nó hát ra tận nợ tận ngoài cửa luôn. Đấy, thì anh em lấy hàng ấy bên các cửa hàng ấy thì liên hệ với mình nhá, các cửa hàng rồi bán lẻ liên hệ mình qua số điện thoại giờ mình để ở trên ảnh đây, chuyên bán buôn iPad Apple 0567058 nhé, lấy số lượng có fix nhé. Bye bye, hỗ trợ series toàn quốc.